Dạ rồi, chào các bạn nha. Hôm nay ba chị em tụi mình là mình Ngân với lại chị An đang có mặt tại cái phải gọi là sao Ngân, cái vườn rau muống hả, rất là nhiều luôn các bạn ơi, từ trên xuống dưới đây luôn, nguyên một đám luôn, gọi như là một cái vườn luôn á, dài tới dưới luôn. Thì thấy rau muống rất là ngon lên, ngon lắm, nên là mấy chị em tụi mình tấp vô hái một mớ về nha. Chế biến được cái gì ta, xào nè hoặc là luộc nè, ăn sống cũng được luôn, nấu canh chua, làm lẩu nhiều quá. Nói chung là rau muống đồng của mình thì có thể làm được rất là nhiều món. Đúng rồi, bây giờ là một người nghiêng hay hai người nghiêng? Chị An ơi, chị nghiêng bên kia nha, hai em nghiêng bên đây, hai đứa còn nghiêng qua một bên tao muốn nghiêng cái nào. Hai đứa cộng lại chắc 90 mấy, ủa như ta, tám mấy ký á. Ngon ghê á, giòn khấu à. Trắng tươi mà nó thâu nghèo luôn á, đứa có tiền hay là hai loại không? Dạ có, một loại màu đỏ và một loại màu xanh. Loại gì nè? Là người ta trồng hai loại hoặc là nó mọc hai loại. Vậy luôn, vậy chứ sao, tùy theo cây giống của nó. Vậy đó coi. Nhưng mà không biết là cái nào ngon hay không? Tôi nghĩ cộng có trọng trắng sẽ ngon hơn nữa, tại vì trứng mắt là giờ nó đẹp mắt hơn. Vậy hả? Không, tôi cũng, nhưng mà chắc là tùy loại mà mình nấu á, giống như là rau màu xanh á thì xào nó sẽ ngon hơn là rau màu đỏ. Rau màu đỏ thì tôi thấy nó canh chua sẽ ngon á. Chắc là vậy á. Hái hoài không hết luôn á các bạn ơi. Rau này á, mình hái xong á mình bó lọn lọn ra chợ á, bán. Có tiền à? Kiếm tiền cá mắm. Chị đẩy vô trong thấy giùm em được. Hình như hồi đó chị An có đi bán rau nữa. Chị ơi, hai đứa nặng lắm. Mùa này á, hoa nở. Được chưa? Dạ được. Dạ rồi. Gần Tết á, cái gì nó cũng nở hoa á. Hai chị em mình tàn phá hết cái đám rau muống đằng kia các bạn ơi. Giờ đi sang bên đây, tiếp tục. Cái này người ta gọi là vừa đi vừa phá. Đi. Ôi chị ơi, cái gì đó đang làm gì kìa? Dì ơi, chào dì nha. Dì đang làm gì vậy? Ủa nhưng mà rau sao dì không hái trong hồ rau nhút mà dì hái ngoài đây, là cái rau này sao dì? À. Mót. Mót. Thì ra là mấy cái rau mà ở trong hồ các bạn nó ra như thế này nè, thì cái dì này sẽ mót lại. Dì cũng có rau muống nữa hả? Tụi con cũng có nữa nè. Dì hái rau muống ở đâu vậy? Gặp mé dài dài đó đó cưng. Gặp mé dài dài. Đây. Còn rau nhút này là gì? Dì mót về dì ăn hay là dì bán? Bán. À bán hả? À, cái phần rau này là người ta ở trong kia, người ta đẩy ra rồi dì mót lại. Ôi trời, quá trời đọt luôn nè. Đó. Dì hái rau muống ở đâu vậy? Ở đằng đây hả? À, dì tụi con cũng hái nữa nè. Vậy giờ rồi tụi con qua bên đây hái tiếp nha. Chúc dì bán được hết nha. Chúc dì bán hết rau. Dì đem ra chợ bán hả? Ủa bên đây nhiều lắm chị An ơi. Bên đây rau xanh nè chị An ơi. Cắm. Quá trời xanh luôn kìa. Thấy quá trời đậm luôn. Wow. Ở đây mới nhiều nè. Từ từ nha. Ôi. Wow. Quá trời bông luôn. Chị An ơi, em biết một, em thấy một cái gì đó. Có nghĩa là cái bông trắng đó chị, là nó sẽ của cái rau xanh, còn cái bông màu tím đó là của rau đỏ chị. Tự hỏi xong tự nhớ hồi luôn. Dạ. Từ từ chị ơi, không sao. Cộng rau uống đâu uống nặng luôn nè. Như đây được chứ ta. Quá trời non luôn, nó bò quá trời luôn chị em. Ham quá hái hoài luôn. Hái xong ngày mai em chợ bán. Cạnh tranh với cái gì đằng kia hả? Cũng được. Bà nghĩ là ai bán đắt hơn? Tôi nghĩ chắc gì đằng kia bán đắt hơn. Tại vì chị có hai loại rau á. Chị An, chị nghĩ ai bán đắt hơn? Ngày mai ra chợ chắc mới biết hả? Này. Được chưa ta? Nhiều rồi đó. Em thấy cũng nhiều rồi đó chị. Được rồi chị ơi. Đây gỗ rồi.
Dạ. Dạ. Nhiều lắm hay các bạn ơi, mình đi về thôi. Nhiều đây là đủ ăn rồi, còn nhiều để lại cho dì kia hái đem bán. Đây nè các bạn. Hái một chút xíu thôi mà bây giờ hai chị em mình đã có một gỗ rồi, một gỗ nó muốn rồi nè. Thôi nhúc. Thôi cọng này nó già quá. Về ha. Liệu gì kia đang hái không nhúc. Ủa nhưng mà cái mà nó cho ra gì đó nha, mình ăn thì ngon không hay là nó về nó không ngon bằng trong biết kia? Sao không? Cái phần này nè là cái kiểu là người ta gieo người ta già á. À. Người ta đẩy ra ngoài. Rồi không có thịt thuốc á, hái như cái cọng gieo chèm nhỏ nó cũng rất là non luôn á. Tôi thích ăn cho mấy cái gieo giống gì nè. Yeah. Dễ ăn hơn. Nó chơi ra hoài không hay là lâu lâu nó mới chơi ăn lần? Không, cái này là tại vì người ta đẩy ra xong á. Cái nào cái phần nào mà già á. Xong rồi đẩy ra. Rồi đẩy ra. Ồ đẩy ra xong rồi ta sẽ dăng dây treo cái rau mới lại cho nó phát triển. Nước kia này đang cạn. Nước ở trong kia chảy ra quá chừng. Cái bờ này lúng không ta? Lúng ạ. Lúng á. Rau muống mấy chị em mình vừa đem về nhà xong nè. Bây giờ thì lặt lại nha. Này là món gì chị em? Chị xào thịt bò. Wow, có phụ thịt bò kế bên luôn các bạn. Nay mình được ăn thịt bò xào rau muống. Bể bụng nữa rồi. Bò có nhiều chất sắt, rau muống cũng có nhiều chất sắt luôn. Hôm nay là sắt tổng hợp. Sắt tổng hợp. Sắt cộng á. Chất xương. Sắt cộng. Hay thiếu lắm. Thiếu sắt lắm. Tại vì cái này thì thông thường thiếu máu á. Ăn bổ sung vô. Dạ. Yeah. Vì cô là thích chất sắt. Vậy thôi ăn nhiều nhiều vô nha thôi. Okay. Nhiều nhiều vô nha. Ăn nhiều vô. Con thích sắt hả thôi. Hả? Con biết. Con biết nữa. Sao chị cảm kêu ăn nhiều vô? Phụ nữ là mình thiếu nhiều hơn đàn ông đó. À, vậy hả chị? Ừ. Mới biết luôn. Biết sao không? Em biết rồi. Cái nào tháng nào cũng phải mất máu à. Các bạn biết chưa chứ mình biết rồi đó nha. Thôi, nhất là chị em phụ nữ mình đó. Trừng mình em là sao vậy? Sao trừng mình em được? Vậy là em không phải phụ nữ hả? Không phải, em nói là sao cũng biết, trừng mình em là không biết. À, chị tưởng, đó, đâu, cậu, tưởng đâu cậu không phải phụ nữ. Chị đã có. Thế là chị chọc cũng biết rồi. Phải không cậu? Không. Không phải. Chị, cảm ơn phải phụ nữ có nhiều người buồn lắm á. Thật là nhiều luôn á, chứ không phải là nhiều nhiều nữa. Em chưa xác định được giới tính. Ở chỗ chị làm đó, nó tự nhận giới tính của nó luôn đó. Nó nói em có tiền là em đi phẫu thuật thiết Mỹ liền. Đi dễ vô tới lộ Mỹ luôn á, lộ ra luôn á. Mà tại vì nó không, nó cũng sống với chính bản thân của nó. Dạ. Can đảm chứ. Nói chung là cái kiểu là được là mình, thích là mình hơn. Đúng rồi. Em thấy em cũng bánh bèo mà chị. Bánh bèo. Không, chị chọc nó. Có vậy, cảm cảm là vậy nè, đi chung với một người phụ nữ á thì rất là đàn ông. Rất là đàn ông, nhưng mà ngược lại đi chung với một anh nam thì rất là bánh bèo. Em nghĩ đi, lái máy cày được nè, lái xe tháp 7 được nè, đó, lái ghe tàu được nè, đó, cái đò được nè, đó, lái máy bay chưa được thôi. Trời ơi. Em chỉ muốn gia lăng với phụ nữ thôi chị à. Vậy là mình mềm yếu lắm rồi đó. Đẩy vô. Như tính của cảm tàng hoàng vậy. Ai thấy mình phụ nữ cho một like. Các bạn ơi, phần thịt bò này nè,
là chị An thấy chị em mình cực khổ bao lâu nay nên là chị An quyết định là sẽ đãi chị em mình một bữa thiệt là ngon nha. Chị An ơi, chị An, thịt bò này em nghe đồn là sắc dày là nó sẽ dai lắm đúng không? Dài dài vô ít hao chị ơi. Đây nè các bạn, đây là phần thịt bò mà lúc nãy mình đã sắt ra rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ bằm tỏi rồi ướp nó nha. Lửa lên rồi Ngân ơi. Đợi tôi xíu nha. Tỏi nhưng mà ướp thịt bò thơm lắm á cả nhà. Dạ. À, đúng rồi. Tỏi nè rồi thêm nước tương, đường bột ngọt nó trộn vô là mấy thịt bò thấm hết sảy không mà bảy. Sảy không mà bảy. À, bây giờ lửa lên rồi đợi Ngân nó thôi đó. Ngon té bờ đê luôn. Ngon mà té bờ đê luôn. Tôi để chảo lên luôn nha. Ờ. Trong thời gian bà ướp thì tôi xào rau muống trước được không ta? Được. Để tôi đi tìm lấy. Bình thường thịt bò này thích cảm thích làm gì ăn nhất cả? Hả? Bình thường bà thích bò là thịt bò làm gì ăn nhất? Thịt bò hả? Ừ. Tôi thích nhất là cuộn nấm kim chi và nướng. Cuộn kim chi nướng hả? Món cuộn của tôi đó. Ôi lửa lên rồi. Đây. Ngon lắm á bạn, món đó chưa? Tôi bị ghiền luôn á. Trời ơi. Một chút xíu hạt bột ngọt. Chị An ướp cái đó ngon lắm á. Chị An mà ướp thì còn gì bằng nữa. Chị An ơi, em xào cái muống trước được không chị? Rồi mới xào thịt bò sau á, mình mới trộn lại. Thêm một chút xíu đường. Đố cảm nha, bình thường á, trong cái tô này nó sẽ ra một phần nước. Cái đó nước đó đợi lâu rồi. Nước đó là... Cười cái gì vậy? Đang nghĩ cái gì? Nước đó là nước có hành bò với lại nước tương với lại nước nước đường. Bà cười cái gì vậy? Tự nhiên mắc cười à. À xôi các bạn ơi, mình cho rau muống vô xào trước. Sau đó mình cho nước thêm thịt bò vô mình xào. Rồi mình mới trộn lại với nhau. Đó. Ui. Chị An dạy mình vậy đó các bạn ơi. Chị, bỏ thịt vô xong cẩm nó quéo quéo vậy nè. Làm một cái xèo xong cẩm nó quéo quéo. Hết hồn hết chiếu. Không mà em thấy em cũng giống đàn ông thiệt. Tự thú nhận luôn. Kêu em làm gì chứ kêu em xào xào nấu nấu à. Hơi khó xíu. Thấy làm hoài mà khó vậy. Đây mình xào rau muống nó săn săn là gì là được rồi các bạn. Giờ mình nhắc xuống để đem thịt bò lên xào. Tại vì một hồi mình còn xào lại thêm một quận nữa. Nó đây thôi là nó sẽ bị xẹp lép. Cho dầu vô. Đây. Tẩy vô. Rồi. Thơm nước mũi. Nghe mùi đói bụng quá à. Rau muống xào rồi bà chấm nước tương ăn với cơm thôi cũng đã ngon rồi nữa. Vậy xíu nữa mình ăn tương với nước mắm nha. Vậy mình đem thịt bò này cắt đi. Mình sẽ cho cái phần thịt bò ngăn nước vô. Ê, xé nữa nè. Mình có thể nhiệt ăn hơi có thể. Mình có thể nước nữa nè. Khá luôn ha. Để quân trước người ta đi. Ta quân này dạng như vậy. Dạ rồi. Xào cho nó hơi xăng xăng thôi. Ui, ui. Nhẹ nhẹ nhẹ. Chăng hả? Cũng xăng, cũng xăng. Để lấy củi thêm.
Bây giờ lửa quá lửa rồi, không biết cái này xíu nó có bị dai không các bạn ơi. Bây giờ lửa mà nó xèo 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 thật luôn á. Có ai cắt ớt như mình không các bạn? Tướng cắt bá đạo có một không hai luôn. Chỉ có dân miền Tây mới có thể ngồi được cái tướng này thôi. Bá đạo không cáo? Bá đạo tuột một phát. Cái này mà nó tuột một cái không biết sao luôn á vậy. Không biết đường đỡ luôn á. Vui à? Vui. Vui à? Rồi giờ ngồi xong bây giờ đứng lên nè. Bà tắm ha, bà tắm mấy cục xà bông. Không, tắm sình đó, cái kiểu này là biết sao không? Tắm bùn miễn phí. Trời đẹp da. Ghê ha, chắc cho em tắm hoài quá ngăn. Cảm thấy đói đến mức độ mình nó thôi, nó không cần thời chờ thịt bò luôn, nó ngồi nó ăn cơm trước rồi kìa chị. Trước đi, cảm nó nói rồi. Vừa ăn vừa ấy luôn đi nha. Đây nè. Gì xào có 3-4 chiếc đũa chứ kìa. Hôm nay mà muốn gì vậy ta? Bỏ lên. Đau quá. Xèo xèo xèo. Rồi, gấp đi. Chúng ta cần gấp ăn đi. Dạ. Mời các bạn cùng dùng cái món bò xào với lại rau muống chung với nhà mình nha. Ăn thôi. Ăn đi ha. Ngon lắm. Ăn đi xong cho chị cái cảm nhận nha. Chị có thịt bò đó. Chị ăn với lại chị cảm thấy ai làm nha. Hai người này phối hợp hai cái loại luôn phải không? Dạ. Cảm nó chép rồi chị ơi, thôi chịu nổi. Hai đứa ăn có cảm giác thiếu cái gì không? Thiếu ngọt. Thiếu cái mùi của ngò. Cái này mới đúng nè. Dạ đúng rồi. Thịt bò mềm ngon lắm. Mình ăn liền đây. Để không thôi là nó xin được ra. Cho nên là chị đã để rau muống xuống dưới á. Môi thịt lên. Xong rồi ăn thịt xong rồi xíu nó đảo lại ăn rau muống. Rồi. Để nhẹ ăn đi. Để chị dẹp cái này luôn đi cho nó nhỏ. Cái nha. Nói trời đói rồi các bạn ơi. Không có nào mình nhịn được nữa. Ăn bất chấp. Có bị ế không thôi? Thôi chấm được không thôi? Chấm được không? Con xích qua, cầm con xích qua đây không? Để bị khói không? Rồi đã được chưa? Trời ơi, quá trời ngon rồi chị ơi. Ngon quá hả? Tự mình làm quá ngon hả? Cầm chấm nước mắm hả? Chấm nước tương ngon hơn chứ Cầm. Thử nước tương đi. Không biết ăn nước mắm. Ngộ vậy? Ngại, em không biết ăn nước tương. Thịt bò đi đâu với nước tương nó ngon hơn. Nó ngon hơn nhiều á. Em chấm thử đi. Dạ. Tại hồi đó cái lại em cũng chấm nước mắm. Tại vì hai đứa qua đây đi. Nè. Đi. Ủa sao vậy? Cho ăn nước mắm cùng với cưng. Vậy mà nãy làm chén nước tương. Làm cho chị ăn. Hai chị em đồng cam cộng khổ đi. Ăn cùng chung chén nước mắm. Ôi dạ. Công nhận thịt bò mềm ghê. Đây hai chị em ta nước tương. Nước tương mình trên đây ha. Đó bên kia chơi nước mắm đi. Không chơi với nhau. Khá trường phái. Khá trường phái mà sao mình hợp nhau thế. Rồi ăn cơm bật hấp nữa rồi. Không, bên đó là không có bị khói á. Ừ. Thấy quá, chuyện không được. Chuyện không có khói. Chỗ em làm bị gì hết nè. Chị có chỗ của Cẩm thôi. Ừ hả. Chị không biết khói, chị mới nhường đó. Bên chị chứ thôi mấy khói nè. Vậy mà bên em ngồi lại, em ngồi bên đó không có khói. Hình như là ngăn đổi chỗ khói qua theo gì á. Không hợp phong thủy. Này chắc lại mặc cái áo không hợp không này. Áo này hay mặc mà. Này làm như nó hết hợp phong thủy rồi. Mốt đôi hơi khác nghĩa bộ áo này. Thấy em cảm không? Đổ hoài thấy không? Cái nào cũng hợp với em hết trơn chưa? Thôi gấp được không? Được không chị ăn gấp cho. Nay nhà mình có 4 chị em thôi. Đi học hết rồi. Cỡ này tới mùa thi rồi. Tới mùa thi á. Cái nó học sáng học chiều luôn á chị. Ừ. Không có thời gian luôn á. Cái nào em nữa. Không được nghỉ. Mỗi năm chị thi là 2,5 em. Tính ra là giống như mỗi năm á, đi thi là hay thi rồi tầm khoảng 24-25 là thi chứng giữa á chị. Đâu được đi chơi đâu. Mà ngộ ha, mình không có thay đổi chính sách á. Nghe Noel cho nghỉ chơi ha. Em thấy đó giờ luôn á. Nghe Noel lại đi thi. Chị học bài quá trời học bài đi. Hả? Chị thay đổi cũng mừng đó. Chị em không có quyền năng đó. Ngon quá à chị ơi. Nó nóng gì ngon ha. Thêm phần đói vùng tay nữa. Ui, trời ơi nổ luôn. Không sao.
Nóng không? Nóng. Nó khói rồi. Chắc hết lửa rồi. Bớt lại. Củi nó đưa, nó héo quá rồi, vậy nên vậy. Không ăn rau muống luôn không? Không. Không ăn chứ. Rau muống thì mập mà. Tại vì nước nó vô cái gặp nó muốn gao của mình hỏi mình đã ăn đó chị, không thôi là nó bị phỏng. Với lại gao của mình nó mới hái thôi, nó dễ bị mỏng miệng đó. Bình thường á em hay nghe người ta nói là cái món thịt xông khói, chị em mình ăn vậy là thành người xông khói. Đúng không ta? Đúng rồi, ngăn lên khói luôn. Nó giống như mấy ông bụt á, mấy ông tiên xuất hiện á, bụt đây bụt đây đó. Đâu cảm giả bộ khóc rồi, cái xong bụt xuất hiện liền. Tại sao còn khóc? Ủa em sắc đâu có dài đâu ngăn. Không có dài chị. Bởi vì hao mòn quá trời nè. Mềm xèo à. Thôi ít em nói. Sợ á, em sắc nó dày á. Xong cái dài quá trời dài á. Không có dài đâu. Không này không dài. Trong nhà này chỉ có mùi không biết sắc bà. Học đi. Dạ hoài cũng vậy à, tại vì ỷ lại á. Tức là có chị có em rồi đó, hôm nay có ngăn nữa, thôi thôi kệ ngăn làm luôn. Khỏi 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 làm mấy chị. Kệ, cần khổ lâu rồi, lâu lâu cho hưởng thụ. Không mà cảm giỏi gì cái khác hơn. Nhà mình mỗi người có một cái giỏi khác nhau. Không. Tại vì đây, tính đàn ông quá nó là hay giỏi diễn ngoài đồng. Người mạnh mẽ của nhà. Mạnh mẽ. Thịt nó ha. Mỗi lần có chuyện gì em nhà cảm đứng ra che chở hết. Trời ơi. Ghê quá. Chị nói đúng không mà ghê. Ngăn cười. Cười đến tới chiều luôn. Em cười mà em lo khỏi ăn cơm luôn á. Ngon quá. Đã quá. Các bạn ơi, hôm nay mấy chị em tụi mình đi hái rau muống nè, rồi cộng thêm thịt bò của chị em mua nữa, làm cái món rau muống xào thịt bò rất là ngon luôn. Nếu mà các bạn thích video này thì nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ cho nhóm mình nha. Bây giờ thì bye bye.